Vâng, chào các bác đến với kênh Kỹ Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu mountain bike dòng địa hình thương hiệu Pháp của Chopic Marit. Với cái tông màu ghi đen đỏ trên khung xe và hiển thị trước trên tổng thể của xe. Và xe được cùng chuyển động đề đều rê, lưới đĩa trục dốc, trang bị 10 tầng mít và 3 tầng đĩa. Và bây giờ xin hãy tỏa những xe. Vâng, thì những thương hiệu dòng Chopic, thương hiệu của Pháp thì bên em về rất nhiều thời gian vừa qua, nhất là những dòng xe đua của Chopic. Thì nay em về một chiếc dòng xe mountain bike, dòng địa hình của Chopic, model là Maclin. Xe làm từ hợp kim nhôm 6061. Thì như biết thì trong đó những dòng nhôm xương nhẹ cao cấp của dòng xe thể thao thì cũng được 601, rất là cao cấp. Với nước sơn màu ghi sáng, tổng thể xe đánh giá là tầm 80%. 80% thôi. Vì chiếc xe này trong quá trình sử dụng mà là không tránh khỏi một vài vết xước sát trên khung xe. 80% xe thôi. Đấy, cũng không biết đời vừa xước trên khung xe, nhưng tổng thể xe cũng không ảnh hưởng đến xe đâu nhé. Đây là xe chính hãng của dòng xe Chopic, chopicbicycle.com. Tem đỏ thương hiệu dòng Chopic vẫn còn trên khung trên xe. Khung nhôm 6061. Xe chạy bộ dây ôm sườn. Tổng thể rất là cao. Rất là cao cấp. Cổ phước ghi đông nhôm. Ghi đông chính hãng của Ducati. Của thương hiệu của Mỹ. Và ghi đông tay lái này nó dài hơn so với những ghi đông thông thường khác, giúp các bác có thể ngồi tư thế rất là thoải mái, không bị gò bó. Xe trang bị với group chính hãng của Shimano DOD, hay bóng xả Shimano DOD. Thì như biết thì dòng Shimano DOD touring và địa hình gần như cuối của dòng touring địa hình rồi, trên Alivio, Atut, Aceda, Tulay. Và đặc biệt trên xe được trang bị với cụm phanh dầu thủy lực, phanh hiệu chính hãng của Magura. Magura các bác nhá. Các bác nào tìm hiểu những dòng xe đạp thể thao cao cấp thường sử dụng với cái cụm phanh dầu chính hãng của Magura. Cái cụm phanh Magura này thì đâu đó em tính nhá, trên giá thị trường có trên dưới 2 triệu bộ cả cặp. Cái cụm phanh Magura đấy, phanh dầu hiệu trên dưới 2 triệu cụm phanh này. Bác lên trên mạng tham khảo thêm. Trang bị với cấu hình Shimano DOD 10 tầng lip. Còn bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và cụm phanh sau cũng là cụm phanh dầu thủy lực của Magura. Rất là cao cấp. Giảm sóc dầu. Vành nhôm 2 lớp chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp Maxim sử dụng lốp kích thước 26 x 1.95. Gạt đĩa của Shimano DOD. Cọc yên chính hãng của Chopic nhưng mà theo xe. Yên Rectus. Yên rất là dày, ngồi rất là êm lắm nhá. Quá là đi những dòng mẫu xe địa hình được chiếc yên này ngồi rất là êm vì nó dày và to hơn bản thông thường. Đồ đĩa trục rỗng. Đồ đĩa trục rỗng. Gạt đĩa của DOD. Phủ đề sau là phủ đề Shimano DOD trang bị với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho một chủ động của xe 30 tốc độ. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 46. Khi các bác cần dùng mét 6 đến tầm mét 7. Xe trang bị với nguyên group chính hãng của Shimano DOD. Đồ đĩa trục rỗng, 10 tầng lip, lên lip. Vâng, các chân chu và mặt vàng đấy nhá, xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Đủ đĩa trục rỗng, gạt đĩa đều lên. Xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon.
Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Yamaha tuần bay mẫu địa hình Chopic Model Maclin, thương hiệu của Pháp và xe trang bị với nguyên group chính hãng của Shimano DOR, 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, lưới đĩa trục rỗng, cụm phanh dầu hiệu chính hãng của Magura. Và xe giá tốt anh em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác trong ngày mai.